Lắp hình quay Hello tất cả mọi người, mình là Ron đến từ FF Production và rất là vui khi đã tham gia chương trình Lắp hình quay show. Vì mình ở xa nên anh muốn biết em đi đâu. Mình ở xa nên em đi đâu anh lo âu. Mình ở xa nên luôn muốn biết em làm gì. Nhiều cuộc gọi cho em vì anh lo lắng mà nhiều khi người thường trách móc, sợ người phải khóc. Phải nhiều lần quan tâm anh đây không đúng có phải không? Lời quan tâm anh sẽ cho bớt một ít đi. Thật ra là khi mà anh nhận ra là mình đã phải trưởng thành á, đã phải có một cái công việc ổn định rồi thì anh mới dời rap qua một bên để cho mình đi học hỏi, mình đi học một cái nghề gì đó cho nó ổn định, cho nó có một cái đồng vốn để mình bắt đầu đam mê lại trở lại. Thì bây giờ anh đã có những cái thứ đó rồi, thì bây giờ anh trở lại với rap mà không biết là khi mà trở lại nó có thể nó có cái cảm xúc như ngày xưa không. Bầu trời xanh ba la bay chim tung ca, từng cơn sóng vỗ vách đá ngầm và trở về quê hương câu ca du du nhân người gió mây đen mây chân ta về đây. Khó hiểu hả? Anh nghĩ là khó hiểu thì cũng không có khó hiểu quá đâu, tại vì anh nghĩ là nghệ thuật á, khi mà mình viết ra thì nó cái gì viết rành mạch qua đó thì nó không còn là nghệ thuật nữa rồi, mình có một xíu gì đó ẩn dụ bên trong để cho người ta nghe, người ta phải cảm nhận từ từ. Thì cái người mà hiểu, cái người mà thích nghe nhạc mình á, cái người hiểu được nhạc mình thì người ta sẽ thích mình. Mưa cùng cơn mưa xóa tan dần bao nhiêu kỷ niệm ta ngày ấy. Dường như anh không thể sống khi đánh mất đi một người, chính là em, ngôi sao anh đang gọi tên. Khoảng đâu vài tháng trước thì anh cũng ngại, tại vì thật sự là năm nay rap underground rất là phát triển, thì toàn là các anh em underground chiếm lĩnh thị trường của âm nhạc Việt Nam luôn. Thì mình thấy là mình đã bỏ khá lâu rồi, mình quay lại mình sợ là mình không có làm tốt được, thì cái đó là một cái rào cản. Thì mình cũng chơi với lại tất cả anh em underground cũng hơn phân nửa, thì các anh em thấy mình như vậy thì cũng có động viên, rồi cũng là mày chơi đi rồi tụi tao sẽ chơi với mày phải có cộng đồng, mày đã bỏ khá lâu rồi, mày phải từ từ mày bước lại rồi ok rồi. Thì cái đó thì anh mới cảm thấy là quyết định là mình sẽ chơi lại một cách nghiêm túc. Thì ban đầu anh muốn remake lại có hai bài ngày xưa anh viết, anh muốn remake lại hai bài đó thì cho mọi người biết là Ron đã trở lại rồi. Thì trong cái thời điểm bây giờ anh mới thật sự là viết những bài mới và cho nó ra mắt, thì anh đang có tổng cộng là khoảng 5 demo. Thì sắp tới chắc ra hơi nhiều á, chắc phải ngộ độc mắt của mọi người luôn. Nhặt trong hư vô xa lắm, tiếng dương cầm vẫn đâu đây. Bài ca khi xưa anh đã viết cho em, vì anh yêu em nên luôn đằng sau bài ca chúa. Thì anh viết cái bài này kiểu dạng như một cái bài mà ngày xưa anh viết cũng rất là được mọi người nghe nhiều, đó là bài Ngày Anh Nhớ Em. Thì cái bài này cũng dạng như vậy, thì nó là một cái dạng buồn lofi. Thì cái nội dung bài hát là nó chỉ xoay quanh là tình cảm hai người đang yêu nhau rồi cãi nhau, rồi người con trai phải đi nói, phải đi giải thích với người con gái là những cái chuyện đó nó không có lớn lao để mình phải cãi nhau như vậy. Một ngàn cây số là khoảng cách mình cách xa, mình ở xa nhau là ngày nhớ đêm mong, mình về gặp nhau là ngày tháng năm trong anh đã có những lần nhớ em đến phát khóc, nhớ trong cõi lòng nhớ đôi gót hồng. Trong khoảng 2 năm qua anh đã cũng đã đi học về sản xuất, cũng về làm video clip này nọ, thì tới bây giờ anh cảm thấy là mình đã đủ khả năng để làm cho mình rồi, nên là những cái demo sắp tới ra thì anh cũng sẽ là người quay clip, đạo diễn và là người phát hành ra nó luôn, như là một nhà sản xuất vậy. Sản phẩm thì anh có rất là nhiều, nhưng mà
chắc mọi người phải từ từ xem thời gian sắp tới anh sẽ ra, chứ bây giờ không bật mí được. Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ anh. Trên bàn chúng ta có bia nóng và cả bia lạnh. Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay sẽ lại là nhà anh. Tình yêu là những lần thương lấy nhau, có khi vui, có khi buồn rầu. Là khi thế giới bỏ quên chúng ta và ta chẳng hay. Là khi cơn bão cho ôm áng mây, người vẫn nói có anh đây này. Dẫu có bao tố, gió mưa như thế nào. Em ơi em ơi, mình yêu nhau đến hết kiếp thử coi. Yêu nhau thật lâu như ngủ AK với tiểu yên tử coi. Yêu mà sống chết như súng AK đang yêu anh bộ đội. Yêu mà phải vui như là người ta đi chơi chợ hội. Bây giờ anh không có lý do nào để ta phải rời xa. Giống như thằng mập mấy cái FC luôn cầm miếng gà xơi. Và em thì có hàng triệu lý do để em rời bỏ anh. Vì trong tình yêu anh đâu phải là thằng đàn ông bảnh âu. Họ hát lời ngọt ngào, anh rap chua như cà chua. Họ rap trên sân khấu lớn còn anh chỉ có lên chùa ca. Đôi khi anh nghĩ chúng ta yêu nhau đâu phải vì sắc đẹp, mà chỉ là do thượng đế trên cao đã sớm có xếp đặt. Là một thằng đàn ông khi yêu anh phải biết nhìn xa. Anh chắc chắn anh sẽ cho em tất cả giai điệu và khúc tình ca. Mình sẽ sống trong đó vui vẻ như là bước vào cung. Ta sẽ có riêng cả một thế giới trên những vùng cao. Tình yêu là những lần thương lấy nhau, có khi vui có khi buồn rầu. Là khi thế giới bỏ quên chúng ta và ta chẳng hay. Đôi lần ta cho qua đi được mà, rồi vào ngày mai anh lau cho em lau trước sân nhà. Một chiều hoàng hôn nhìn tìm thấy nhau, ta lại chia cho nhau những u sầu. Và những lúc buồn rầu, đôi ta phải nhớ về nhau. Trắng hoặc đen, được hoặc mất, không lường trường. Black and White Show, 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên J1 Music.